giờ mình hết tờ không? Còn nhà đấy mời 4 người vô đoạn vàng đi chứ. 4 người thì nhớ hả? Bình an, năm nay có lộc có tài, có duyên,
Thank you.
trên một cây dù. Cây dù này đó để che nắng che mưa, và để mẹ độ che tam tai mọc ắt. Che đi cái nghèo cái khổ trên trần gian làm ăn dài đời không cao không bình. Vì bời còn thể biếu tặng cô bác cho một chàng bảo tai thiệt lớn. Và xin chúc cho ấp trộn đời vườn nhà hát và toàn thể ông bà cô bác gần xa năm nay sẽ được phước sanh phú quý gia đội giàu sang đại lợi bình an. Giờ cây dù che đau che buồn dỗ tay bà con ơi ai dỗ tay năm nay con đau con bệnh nha.
Yeah.
Đàn của ca đời cứ tặng sang tay